Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn, tạo mỹ quan nông thôn xanh sạch đẹp. Để nâng cao chất lượng tiêu chí này, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, trong đó tập trung vào công tác xử lý rác thải, phân loại rác từ đầu nguồn và làm sạch đường làng ngõ xóm hàng ngày. Là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân ở các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân đều có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường toàn huyện đã có 14 trên 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xếp thứ nhất toàn tỉnh về số xã, hai xã và 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện đã có 22 trên 26 xã của huyện Thọ Xuân thực hiện phân loại rác từ đầu nguồn, còn lại đều được thu gom xử lý triệt để. Các gia đình đều cam kết không đốt rác sinh hoạt, không vứt rác xuống các kênh. Tập trung tuyên truyền nhân nhân dân là thứ nhất là mua cái thùng đựng rác, này, thứ hai là, là tổ chức phân loại phần loại ba loại rác loại hữu cơ và vô cơ và các rác thải rắn làm sao là giảm thiểu được cái lượng rác thải cho đơn vị thu gom thông qua đó thì về góp phần cho một bộ mặt cảnh quan ở địa phương về về sự sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Với sự đồng thuận ủng hộ cao từ năm 2021 đến nay, người dân ở 27 huyện thị xã thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã hiến trên 1,5 triệu mét vuông đất để xây dựng công trình giao thông, làm hàng rào xanh ủng hộ tiền để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường làm kênh thoát nước, góp phần làm sạch môi trường. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.011 mô hình vườn mẫu, trồng được 1.035 tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt. Nhiều trang trại hộ chăn nuôi đã đầu tư xây dựng hệ thống bioga để xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Hàng ngày, hàng tuần đều có hoạt động quét dọn đường làng ngõ xóm, dọn tỉa cây xanh của nhân dân trong thôn địa phương đã ký hợp đồng với lại công ty cổ phần vệ sinh môi trường Lam Sơn ở Thọ Xuân về thu gom đến tận hộ gia đình à, hàng tuần là công ty sẽ về trực tiếp tại hộ gia đình thu gom rác thải, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tổ chức các hội nghị bí thư trưởng thôn và về triển khai đến hội nghị tại thôn bản cho bà con nhân dân nắm và biết được nội dung công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới thì các cấp hội đã chủ động đăng ký đảm nhận các cái công trình phần việc như là làm những tuyến đường hoa, trồng những hàng rào xanh và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, năm có ba sạch, sạch từ nhà, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. À, từ đó để giáo dục trong ý thức của mỗi cán bộ hội viên về cái việc bảo vệ môi trường à, từ hộ gia đình và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình à, cũng như là của mỗi hội viên phụ nữ trong cái công tác bảo vệ môi trường xác định bảo vệ môi trường là yếu tố cốt lõi để phát triển và xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và bền vững thời gian tới tỉnh thanh hóa sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí môi trường Cụ thể, tỉnh sẽ có chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trong xử lý rác thải, ban hành cơ chế hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi có quy mô 300 con trở lên đầu tư hoàn thiện công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn. Tỉnh cũng sẽ tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia thu gom, xử lý rác thải một cách đồng bộ, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường và tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.